từ trên đây xuống đây mình sọt vô, sọt kéo vô, mình muốn cắt ngắn bao nhiêu mình kéo cái lược ra cỡ bấy nhiêu, không ra 5 xăng thì cắt cái là còn cộng tóc nó còn 5 xăng đó, hoặc 4 xăng 3 xăng tùy theo mình muốn cắt. Sọt kế tiếp, chỗ này làm điểm chuẩn nè, cắt dài xuống vành lỗ tai ha. Rồi là được một ô nè. Rồi kế tiếp, ô kế tiếp, ô kế tiếp. Mình cắt dài xuống. Rồi ngay chỗ này mình chưa cắt nè. Kéo vô. Chỗ này làm điểm chuẩn, cắt ngay chỗ này. Rồi đó là một cách. Còn một cách mình cắt từ dưới đây, mình cắt dài lên, đưa lược vô, ok cho tóc nó gớt vô cái cạnh này nè, là mình sẽ cắt cho đây, cắt lên. Đó, mình sẽ kê lược dài lên như nè. Đó. Đó, nó sẽ ngắn, nó ôm lại. Rồi bắt đầu mình sẽ dành cái viền này lại. Rồi sau khi cắt xong, xả tóc xong rồi, bắt đầu mình sẽ danh mấy cái viền này lại. Rồi sau khi mà mình cắt kéo xong nó gọn rồi đó, bây giờ mình sẽ chấn mấy cái viền này cho nó nhọn lại, bát này bát nhọn, viền lỗ tai này gọn lại luôn. Nè, ở ngoài sau đuôi nè, chỗ này không có tóc, chỗ này không có tóc mà hai bên đây nó dài xuống nè, thấy không? Làm đẩy lòn lớp trong cho lòi chỉ đuôi ra. Đó. Nó lòi cái đuôi ra xong bắt đầu mình sẽ lấy cái chỗ nào mà nó ngắn nhất á, bắt qua. Rồi tí nữa mình dùng kéo mình tỉa cho nó xo le lại rồi xong.
Rồi quay cái góc ngang và sau gáy nè. Đó. Cho cái phần này nó hơi bầu ra ngoài xíu, bầu ra ngoài xíu nhìn nó sẽ đẹp hơn. Dưỡng đã có em này là độc lạ Sài Gòn, nhiều tuổi mới hăm mấy tuổi, đầu bạc mẹ trơn trời. Suy nghĩ tiền bạc tiền nông rồi này nọ nhiều quá, giờ tóc thấy bạc hết rồi. Coi mình đứng mình nằm sao. Máy này là cũng thuộc dạng là đang đẹp rồi đó. Mình cho nó ngắn lại bớt xíu. Rồi cái chỗ này mà muốn vuốt mà để cho nó ôm lên trên này là phải cho nó ngắn lên xíu. Cỡ 2 xăng, 2 3 xăng gì đó. Cắt răng cưa nè. Đó. Khi mà nó ngắn vậy nè, nó ngắn mình tỉa xíu nữa là nó ôm liền với cái phần tóc ngắn này, khi mình vuốt là nó liền vô luôn, ôm vô luôn. Này mình chỉ mới cắt cái điểm chuẩn trước thôi. Rồi muốn mà nó so le được á, kéo lên, kéo đứng lên. Cái phần ngoài sau nè, quay ngang cho mọi người coi cái phần ngoài sau, cái phần đuôi nè mình cắt làm sao để khi mình vuốt nó phồng ra nè. Nó sẽ có một cái đường V ra ngoài, ôm ra ngoài rồi bầu lên, chứ đừng để cho phần này nó bị lép vô nha. Phần này nó bị lép vô vậy là không đẹp nha, đừng đó. Phải cắt làm sao mà cho hồi mình vuốt nó còn bung ra được á. Rồi ok, rồi qua mé bên kia nè. Tóc bên đây á, tóc bên đây thì giờ Tâm muốn ngắn tới đâu Tâm? Vừa rồi. Tới chân mày không? Ừ. Tới chân mày phải không? Rồi cắt ngay chân mày làm điểm chuẩn trước. Cũ đi. Cắt mấy cái mái này á thì mình đừng có cắt ngang mà mình cắt theo kiểu mà răng cưa ha. Kéo xuống để kéo vô cắt. Một hồi nữa mình cắt, mình tỉa, mình kéo cắt luôn á thì nó tự nhiên hơn. Rồi, kéo tóc đứng lên. Cái chỗ mình vừa cắt nè, ở dưới đây đúng không? Kéo lên, lấy cái đó làm, lấy cọng này làm chuẩn để mình cắt ở trên nha. Phần trên này một hồi nữa mình sẽ tỉa kéo nữa, cho nên mình có thể cắt ngang cũng được, còn mình muốn cắt theo kiểu răng cưa luôn cũng được.
Rồi bây giờ mình tỉa bằng kéo luôn nè, tỉa bằng kéo cắt luôn, thì mình kéo đứng tóc lên tỉa. À, này nó sẽ mỏng nhiều rồi nè, nó ôm dưới phần tóc ngắn ở dưới. Chỗ nào tỉa rồi thì mình bắt tép mới, đừng bắt trúng tép cũ nữa nha. Tỉa cái kiểu này á thì mình phải để tóc khô mới tỉa nha, còn mà tóc ướt tỉa vô dễ bị lủng lắm đó. Cái phần bên ngắn bên đây hồi nãy mình cũng chưa tỉa thì mình tỉa luôn nha. Rồi kéo một phần tóc bên đây qua, nó sẽ có hai cái gờ nè, nó có phần này ngắn phần này hơi dài nè, thì mình cũng cắt cho nó hơi liền lại xíu để cho nó có độ liên kết. Rồi cắt xong bắt đầu mình sấy cho nó ra kiểu. Thôi ok chưa, chỗ nào rồi, sau khi mình tỉa bằng kéo đó, là nó sẽ có mấy cái lớp rồi, nó bài 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 gáy rồi tí nữa mình vuốt sáp xước đi trong đây là nó sẽ dựng nó bay lên đó. Quay qua bên kia, bên đây nè, cái phần ngắn đó thì mình cắt ngắn nhiều tỉa thì nó sẽ ôm liền với cái phần tóc ngắn dưới này nè. Ở đây mình sẽ cũng tạo mấy cái lọn bay 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 lên đó. Rồi ok, tí nữa mời mọi người cùng xem cái khi mà mình vuốt quá xong nó sẽ như thế nào nhé. Vừa mới sấy khô cho nó ra kiểu xíu rồi đó, bây giờ mình sẽ vuốt sáp. Sáp thì mình sử dụng cái loại sáp dạng clay thôi, mình không có chơi mấy loại sáp bóng nha, pomade thì vuốt mấy kiểu này nó không ra được đó. Chà trên ngọn nè, chà trên ngọn thôi. Muốn cái gáy mà ngoài sau này nó dựng lên thì mình sọt tay vô chà đó, để cho nó có độ bay ra.
Diện cái máy là em hả? Cái máy ngay bên đây mình lên nè, ngay chỗ này bắt đầu nó cong xuống, ngay đây mình sẽ dựng lên tạo hiệu ứng cho tóc mình nó bay. Phần bên ngắn nè, khi mình vuốt lên á nó liền vô cái phần tóc ngắn luôn không. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu mà thấy hay thì đừng quên ấn like và subscribe kênh ủng hộ cho mình nha.